Hey, chào các bạn trở lại với cái kênh YouTube chứng khoán cho người mới bắt đầu. Về trong những ngày trước thì mình đã khái quát về từ cái căn bản của chứng khoán và cái cách mà đầu tư chứng khoán một cách lâu dài là dùng cái phân tổ analysis để kiếm ra cái stock để mình đầu tư dài hạn trong năm hoặc 10 năm. Theo tôi thì cách đó là cách tốt nhất để mà đầu tư, dễ có lợi nhất và ít mạo hiểm nhất. Nhưng mà cũng có một vài người ấy, thích action ha, xin mỗi ngày mình có chơi chứng khoán kiếm tiền lời mỗi ngày mỗi tuần. Cho nên thì mình hôm nay bài học hôm nay á, mình muốn giới thiệu đến cái cách chơi ngắn hạn. Muốn ngắn hạn thì mình phải có một cái cách nào đó để mình kiếm ra stock để mình chơi, đúng không ạ? Và cái cách mà tốt nhất thì theo tôi thì giờ phải dùng cái tool gọi là technical analysis để kiếm stock để play mỗi ngày ha. Tôi dùng cái tool kêu là TC 2000, TC 200, 2000 để mà download xuống computer, rồi cho ra những cái chart, những cái chart giống như vậy nè. Chart đã ví dụ và các cả tôi chơi bằng không có cái thu đập 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 chắc chắc trong vậy ha. Cái thu này á, nó scan cho mình hàng ngàn cái stock ra mỗi ngày á, có những cái nào nó đang rất là tình hành ngoài thị trường trong real time á. Nên mình dễ kiếm lắm. Và câu hỏi đặt ra là làm thế nào mình biết khi mà bắt đầu mua và khi nào bắt đầu bán. Tôi cho từ cái cơ bản đến nâng cao ha, nói rất là dễ hiểu thôi. Có cái hình như thế này, ok, bạn thấy cái tiếng Anh là nó kêu là engulfing bar, thì tiếng Việt dùng là cho cái hình chữ nhật đi. Cái màu xanh á là người ta mua vào và cái màu đỏ là người ta bán ra. Điều dễ hiểu là mình cứ chơi theo cách mà cứ thấy người ta mua vào thì mình mua theo người ta, thì người ta bán ra mình bán theo người ta, đi theo cái số đông. Trong những cái video trước á, thì mình nói là mình có thể kiếm tiền trong chứng khoán bằng cách đi mua lên và có thể mua xuống. Nhưng mà thật ra để được cái account mà đi mua xuống thì rất là khó, tại vì có rất có nhiều mạo hiểm, cho nên nó rất có approval cho mình để mình chơi xuống được. Cho nên những cái bài học của tôi mình chỉ phân tích về cái đi mua chứng khoán đi lên thôi à. Là cho nên nếu mình đi lên hay không á thì mình phải lựa những cái chart nó có đi lên uptrend á, giống như cầu thang nó cứ đi lên ha, up 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 up, tránh những chứng khoán mà đi xuống, đừng có mà mạo hiểm mà nó bắt đáy ha. Bắt đáy có nhiều khi nó đứt tay á, cho nên mình không biết lúc nào là đáy á, đáy tận cùng hay là lúc nào mình không biết đâu. Cho nên những cái chứng khoán đều go down, no, I don't want it, go up 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 only, ok, stay up stay up stay up, ok, giống như up như vậy nha ha, up như vậy ha, cái này gọi là up 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 ha, yeah. Nó đứng ở trong cái sideways nè, chứng khoán này nè, ở trong sideways một một thời gian, có như sideways như vậy á, có khi nó có những chứng khoán nó sideways nó rất lâu, vài ba tháng, vài ba năm. Cho nên mình không không trong khoảng này thì mình không có nên mua, tại mất thời gian, không có lời bao nhiêu, chôn tiền cho trong đó ha.
năm 10 năm mà chẳng có lời được gì hết, cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống, đó. Cho nên mình lựa những cái lúc mà nó nhảy ra ngoài cái range đó, outside cái range đó, cao hơn, giống như nhảy ra ngoài cái outside cái range đó, bắt đầu mình mới bắt đầu mua cái nút xanh không, cái rectangle bar đó, màu xanh đó, full lên báo hiệu cho mình cái này là gọi là bar signal, tín hiệu để mình mua. Cái bar signal right here ha, cái bar signal ngày hôm nay rồi ngày mà ngày hôm sau lại đó là một cái thanh này là mỗi ngày đi lên ha. Thì ngày hôm sau mình thấy cũng có màu xanh nữa trên mà cao hơn cái ngày hôm trước một chút xíu đó, mình mua ngay liền. Nếu mình mua ngay liền mình được lời every day ha, mỗi ngày mình có tiền lời, mỗi ngày tiền lời, mỗi ngày tiền lời, mỗi ngày tiền lời, ok. Giống như mình miss cái opportunity đợt đó rồi chứng khoán. Ok, nói tóm lại á, mình chỉ phân tích kỹ thuật này á, nó là một cái kỹ thuật dùng vào cái technology kỹ thuật á, để sử dụng để được đánh giá các khoản đầu tư và dựa theo các xu hướng và cái mô hình giá mà mình đã nhìn thấy trên các biểu đồ á. Những nhà phân tích kỹ thuật như chúng ta luôn luôn tin rằng cái hoạt động ở trong cái quá khứ thì nó cũng sẽ là báo cho chúng ta biết những cái giá trị và cái biến động về tương lai của một chứng khoán. Mình những nhà dùng cái phân tích kỹ thuật này ấy, mình sử dụng cái biểu đồ này ấy, để mình xác định được cái các tín hiệu giao dịch và cái giá và cái tâm lý thị trường, về những điều đó có thể giúp chúng ta thu lợi nhuận để trong một giao dịch. Về dùng cái kỹ thuật này mình loại trừ những cái cảm xúc khi mình chơi chứng khoán. Warren Buffett dạy mình sao? Dạy mình là phải sợ hãi khi nhìn những người xung quanh của mình tham lam, và phải biết tham lam khi những người xung quanh sợ hãi. Lúc người ta sợ là lúc đó mình tham lam. Ha. Nhưng mà điều đó chỉ có đúng trong cái long term fundamental analysis, fundamental, chứ mình áp dụng vào cái kỹ thuật này là trật ha. Cái trật lực này mình phải dựa vào cái hiệu ứng số đông, cứ đi theo đám đông thì mình sẽ thành công. Và cái kỹ thuật này nó loại trừ cho biết rất là nhiều cái cảm xúc khi mình chơi chứng khoán. Nó báo cho mình biết lúc nào là mình phải mua, lúc nào mình bán đó, cái dựa theo cái kỹ thuật để báo cho mình vậy thôi. Tại vì sao? Tại vì những cái chỉ số đó trong quá khứ thì xảy ra, thì trong một công ty nó sẽ lặp lại trong trong tương lai nó như vậy đi ha. Điều đó nó phần đông là đúng. Trong tương lai á, mình dự định sẽ phân tích mỗi tháng á, đưa ra khoảng hai cái chứng khoán. Đầu tiên các bạn dựa vào ở đó, trước tiên là mình nên paper trade trước, là mình không 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 có trade bằng thực tế, bằng cái lợi nhuận thiệt, nhưng mình ghi lại sau đó mình thấy có lợi nhuận hay không, cái mình sẽ scale up lên after khoảng couple months đó. Nếu mà thấy nó đúng đó, thì các bạn áp dụng vào thực tế ha. Ok, thì hẹn gặp lại trong những cái video sắp tới.